Vinh chào cả nhà nghe. Thì hôm nay lại Vinh quay trở lại nhà Trinh nữa cả nhà, để cập nhật tình hình của gia đình đến gửi đến quý cô chú anh chị ha. Thì hôm nay tiếp tục là khi mà đến trước cửa thì gặp chiếc xe là 3 ngày nay chưa có trái cây nằm trên xe nha. Nó đã nằm im là 3 ngày nay rồi. Thì không biết là có nguyên do như thế nào, thì để Vinh mời quý cô chú anh chị là cùng gặp là cô Bảy, là mẹ chồng của Trinh Khờ, để hỏi rõ cái sự việc nó như thế nào nha cả nhà. Rồi chào Bảy nghe. Xin chào chứ. Dạ, có vấn đề này bữa nay là tụi con lại đây gặp Bảy để hỏi cho nó rõ nha Bảy. Dạ, con thấy chiếc xe là mình hổm cũng vừa mới ấy vốn xong á, mà sao thấy 3 ngày nay là xe nằm im luôn, không có trái cây chân nha Bảy. Dạ, mùa này nó làm nó ui rồi, trời chuyển mưa, mà với lại hôm 2 ngày nay nó cũng mưa đó. Nữ ra rồi mới ngưng đi vài bữa. Vài bữa đi, giờ cái đầu bán cái nào vẫn kiếm tiền được kiếm, mình bán số. Bán số xong rồi cái lần nào cảm thấy là nắng ấy thì nọ rồi đi mua, nắng lên đi mua. Rồi vô mùa mưa biết nào nắng. Vậy nãy giờ đang bán số đi, bán số nó mau hơn. Mau hơn hả? Là thấy bán số im hơn ha. Xe đậu nó không ấy đâu nữa, mình cũng mua cái cây gì bán, tôi cũng ham bán lắm, dễ gì bà. Để con nói Bảy á, mình xác định cái nào á, mình làm luôn nghe Bảy. Làm luôn đó. Chứ Bảy mà như bán trái cây á, cái chỗ Bảy như ngồi bán hàng ngày đúng không? Nếu mà Bảy nghĩ á, là nó không mắc mối á. Mắc mối, mà không sao đâu, này là đẩy đi mà mua cho, ta mua ăn cũng chút đỉnh rồi, chứ đâu có nhiều đâu. Tại con nói Bảy như thế này, sao đâu. Tại vì bữa đó là cũng bên anh Kiên nè, là cũng mới ấy cho Bảy á. Rồi nhưng mà cái giờ cái Bảy ngưng như vậy á, có thể là nó sẽ có sự hiểu lầm. Giờ tính là chiều nay đi mua này, mẹ đại đi, mua đi. Không Bảy, mình làm cái gì quyết định, Bảy ra cái quyết định, ở thí dụ sợ Bảy, hiểu lầm mà mình đi mua. Bảy bán số, đi. Ăn thua là Bảy thôi. Con nói Bảy rồi, lúc trước là con cũng có nói Bảy lần đầu tiên rồi, Bảy nó phải đưa quyết định ở cái nào là nó cho nó chính xác nhất. Bảy quyết định mình làm gì là nó làm một thứ thôi, nó sẽ dễ cho Bảy hơn. Chứ mình đừng có núi này trong núi kia đợi núi nọ không được. Nó khó. Với lại Bảy thấy bán số được thì Bảy bán luôn. Với là cũng ham bán lắm mà không dài á, rào nó ngay đi. Thì cũng ngưng vài bữa đi, với trời mưa này là với lự hả, món đầu á, hồi nào tới giờ mấy chục năm mà không biết không có đẩy xe mình đi bán á. Giờ cũng ham bán lắm, mình đẩy bán cái đầu á hả, mới mấy bữa hai cái chữ cánh chè nè. Dở nó quá lên nó hơi phê ha. Cái đầu cho nó ngưng, cho nó phải khỏe ai này đi, hai cánh cái tay này đi, giờ cái đầu cái vấn đề mà Bảy làm hay không á, con không có nêu ý kiến rồi. Nhưng mà tại con muốn chủ yếu là nó Bảy á, quyết định nó thứ nào nó thứ thôi. Cái ông kia cái ông nói vậy nè, ông nói cô Mai ở đây sao đi mua trái cây hai cái tay giờ dở không lên, với lại trời chuyển mưa nữa rồi đẩy. Nay mơ gì tôi đi, ông chở tôi đi bánh mua ông nè. Rồi là Bảy dự định là khoảng bao nhiêu ngày nữa không biết, chừng đào đi mười lai nấy đó. Giờ tôi thấy rồi, khoai cái củ bự bự á, bán chậm, bữa nay có khoai nhỏ à. Có loại khoai Vinh Điền rồi đó, khoai sáp á. Bà đã bắt được á, người ta kêu mua khoai sáp về bán, tôi nói đấy nay rồi, chiều nay hả là chiều mơ gì đó rồi tôi qua bển tôi mua về bán. Vài chục ký về bán. Ham bán lắm. Mình có căn sẵn à, mình biết căn chứ bộ. Cho hỏi Bảy là theo mình đó, là mình bán số nó ổn định hơn hay là mình bán trái cây nó ổn hơn? Bán trái cây với số thì cũng một thứ một à, tại mình có xe để không đó, thấy cũng ổn. Với Bảy là tại thấy mưa rồi dự định là mình bán số nó sẽ tắt hơn. Rồi như thí dụ mưa Bảy sao đi bán với số được Bảy? Được. Đi cùng bán thằng đắt hơn, nắng nữa, nắng ta bán nhiều đông lắm. Mưa rồi ta tình đục á, số có thể chiều người ta cầm nhiều quá, ta đem trả là được.
Còn mình thì không không trả đi bán. Người ta đục á. Sao con nghe là bên những người khác người ta bán, người ta nói trời mưa là bán không được. Bán không được, tôi bán được á. Bảy là có cái dù. Bởi người ta cho mượn cái dù ngoài kia kìa. Giờ cái gì? Cái dù phải không? Đợi bán luôn. À, cầm cái dù vừa đi cầm cái dù đi bán trong mưa luôn ha. Trời mưa luôn á. Bảy dù bự lắm hả? Có máng vải kìa. Ồ, vậy luôn ha. Rồi một ngày là bảy bán khoảng bao nhiêu giá? Một ngày là khi chăm giữ, chăm giữ. Gì bảy? Bảy nói nhỏ nhỏ vậy, con nghe. Thì nói lớn đi. Nãy giờ cái chuyện nào á mà có tiền là tôi làm được hết trơn á. Vậy hả? Trời ơi. Tính ra bảy cũng chịu cực quá ha. Làm chuyện tốt là thôi chứ đừng làm chuyện mờ ám tôi không chịu. Ừ. Dốc láo tôi không chịu nữa. Ừ. Tính ngay thẳng nào đó tới giờ bởi vì đi ai cũng thương. Ừ. Là ở nhà người ta ở tôi còn kêu là ở nữa tôi không ở nữa. Nói chuyện ngay thẳng nào đâu rồi đó chứ không có khi nào mà sượt mị hay là lộn lạo. Dữ lắm mấy người đó dữ lắm mới lộn lộn với tôi thôi. Ừ. Ít không có đâu. Thì là cũng có gây lộn ha. Không có. Ai biết hồi nãy mới nói chuyện nào mà. Tôi nhịn hay lắm. Dữ lắm là 70 gây. Dữ lắm mà ít cái gây lắm. Ừ. Như mình đặt ví dụ người ta nghe mình người ta nói mình vậy đó ha, giống như mình giả đò điếc thì mình bỏ đi với khác vậy. Ừ. Tại vì hồi nãy vô á là hai anh em con đặt cái vấn đề đó đối với bảy á, tại vì hai anh em con á là được người khác gọi là ủy thác là trao những cái phần quà đó cho bảy, nên á là tụi con là hy vọng là nó được sử dụng đúng mục đích đó, là những cái yêu cầu của bảy ban đầu. Đó, bởi vậy khi mà thấy bảy không có làm như vậy á, chung là tụi con cũng rất là lo. Đó, nói chung là sợ cái công việc của bảy nó như thế nào. Đó. Tôi bằng chị gì tôi có tiền là tôi làm, mà nhiều khi tôi về không dám về nữa, về sợ nó nó gút lấy giữ số vốn, thằng tôi để có bán có mặn cái gì để tôi bằng. Chứ sợ để anh thử hả gặp mặt cái đặt tên rồi cái nói mình hiểm hôi này nọ nữa. Sợ người ta mượn hen. Sợ người ta mượn. Ừ. Thì ổng gầy mẹ chồng nàng dâu là có thận chưa bảy? Thận ờ có không đâu có gì mình không có gì mày hoài. Đâu có đâu mẹ, mày ở nhà đi mẹ, mẹ ở nhà đi. Thảo có gầy nha, có đâu có gầy đâu. Giờ im luôn. Ừ. Bữa nay nàng dâu nấu cơm đãi cho mẹ chồng hay sao? Hay là ông lại nấu bảy? Tôi nấu á. Tôi bán đi, tôi về chặt ha. Tôi nấu cơm để đó đi, có ai đói gì ăn. Về là hai đứa ăn cơm rồi. Tôi mới ra, nãy tôi ăn mới ăn cơm. Hôm qua là bảy bán được nhiêu? Trăm gửi. Trăm gửi ha. Trăm gửi này cũng được, trăm gửi ngàn mình dư sức xài rồi. Trăm gửi, dư xài. Rồi bảy có mua bảo hiểm gì chưa? Bảo hiểm tới 1 triệu mấy lần. Thì mua đi bảy, con nói bảy rồi mà. Bảy mua đi. Mình mà đem sơ xứng dưới gì chợ bảnh á. Ừ, thì người ta cũng nói nghe người ta nói cho mình có biết á. Giúp cho bảy điều kiện đó để mà bảy có mình mua sẵn để sau này mình phòng thân. Gì đó. Tuổi đừng đã cao phải có cái đó là điều quan trọng. Rồi không có nói bảy rồi, bảy mua đi. Nhiều thì nhiều chứ, tiền đó là thừa sức rồi. Bữa này thứ năm ha. Ừ. Tiền đó là thừa sức rồi, bảy mua đi. Vậy mình mua cái bảo hiểm đi, còn dư nhiêu đó. Ừ. Bán vốn là dư sức luôn rồi. Chắc chơi nay mai gì đi qua bánh mua. Ừ. Để mẹ đi. Tại vì giúp cho bảy, nói chung là lo cái cho bảy mà, thì mình cố gắng mình làm theo những gì mà để mình không phụ tấm lòng của họ. Ừ. Mình làm cho nó đúng mục đích. Tại vì khi mà Mạnh Thường Quân mà đã giúp cho bảy thì là cũng là muốn tốt cho bảy thôi. À, thì bảy cố gắng làm theo, thí dụ sau này biết đâu nó dùng cái sức khỏe thì mình đâu có nói trước được điều gì. Cũng có để cái mình phòng ngừa này kia. Chứ bảy mà không có đó nữa, bảy vô trong kia nằm chỏng rồi lúc đó tiền nào mà chịu nổi. Các này chiều nay mơ
Có cần tụi con chở đi luôn không? Mời tụi sáng sao? Mời tụi sáng đi, sáng đi mới được. Có cần chở tụi con có cần tụi con chở đi không? Đi bộ đi giờ đi về tháng luôn. Ai biết đâu bảy nếu mà nó hơi xa thì mấy tụi con chở bảy đi cho. Vừa đi vừa bán không sao đâu. Đỡ tốn tiền xe ôm này kia. Đâu có đi xe đâu dễ, đi xe đâu cũng đi chứ. Lần đi tới bên đi bộ ha, từ đây mà dẫn tới qua cầu bên cầu Dược Bánh. Cho mớ chùa Dược cho đường hai chiều. Vậy hả, cũng hơi xa mà. Thì cái này nè, nếu mà bảy theo như bảy mua tầm khoảng nửa tháng có rồi. Vậy hả? Dạ nửa tháng có rồi, để nửa tháng sau cái tụi con khi mà bảy có cái tụi con tổ chức cho bảy đi vô đó để khám sơ sơ này kia. Hả? Để coi là bảy mình mãi như thế nào. Khoảng nửa tháng hay nhiều. Hôm dài Thịnh có về không bảy? Có về. Rồi sao hôm nay là nói là Thịnh cũng nói qua lễ nó đi làm mà sao con thấy nó nhoi nhoi ở nhà hoài bảy? Cho tiền nó kia đi làm mà nó chịu đi rồi sao biết nó ta. Còn sao con thấy Thịnh này nó sao sao bảy? Bây giờ có thằng đó rồi. Từ trước tới giờ là con hỏi thiệt nghe bảy là từ trước tới giờ là Thịnh có đi làm gì không? Có đi bỏ nước đá trên miền á. Sao mà tự nhiên nó bỏ ngang vậy? Tại vì thằng chủ á là chủ nó... thì chủ chứ thằng gì vậy? Chủ nhỏ xíu à, cả Thịnh á. Thì nói chủ nó đi. Chủ. Chủ con Thịnh. Chủ con Thịnh á là dạ. Kêu nó không có kêu này làm nữa. Hiện tại diễn như đó có người làm mà tiếp rồi em út nó gì đó. Tức là bên chủ của con Thịnh nói là bây giờ là Thịnh không cần làm nữa đúng không? Là đã đủ người hen. Đủ người rồi. Giờ bây giờ không thiếu người thì giờ tao kêu đi mà nó chưa đi đó. Đang thiếu người kêu đi mà chưa đi hả? Nó chưa đi đó. Sao mà bảy khuyên nó cho đi làm để có tiền có bạc với người ta chứ mà tối ngày mà đàn ông trai mà xè tay xin tiền không sao được. Cũng lớn rồi. Bảy có thường cho tiền Thịnh xài không? Có. Trời ơi đi mà cái thằng trai mà sức dài dai rộng mà đi xin mẹ già mà đi bán từng tờ giấy số mà để xin tiền đi xài sao được. Chứ nếu mà mình không cho thì nó sanh sự tùm lum la công. Sanh gì mà sanh? Sanh thì xung quanh này kia cũng có bà con này kia hết chứ mà nó sanh gì? Đàn ông trai mà phải đi làm này kia dầm mưa giải nắng mà kiếm từng đồng từng cắt gì mà xài chứ đợi chờ ai? Bảy có la nó không? La hoài gì nó không chịu sao? Giống như là... Mà tối là... thì tôi cũng la nó âm sỉnh. Vậy thôi dạng giống như là bây giờ là vô phương luôn đó hả? Ra hoài cũng vậy. Là đi qua bển là hôm nay là khoảng bao lâu rồi Thịnh về đây rồi? Lúc mà công việc bển á chứ. Nó bằng chảnh hả? Dạ. Bằng chảnh lâu mấy năm á. Mấy năm trời luôn hả? Mấy năm á, 2-3 năm, 3 năm gì đó. Nhiều giá bán gì ta bảy? 150. 150 nha. Có gì nào lên 200 được không bảy? Cái không? 200 vẫn được nữa mà số nào đẹp kìa. Mấy lượt. Số ngang. Thôi vô trời mưa này 150 an toàn. 150 đi an toàn. Số đẹp ở đây bán được, số đẹp. Vô tháng này là cũng mưa rồi đó. Mình bán mình liệu sẽ bán cho nó cái chiều là ok. Ăn kiếm tiền lời vậy mình xin ngay mỗi ngày. Cho đãi mà cuối giờ mà chạy cợi cợi là mệt lắm á. Còn phải mình bán này thì mình bán được rồi. Mình phải đẩy đi để bán cho phải cho hết. Vì sớm quá thì khoai nó còn. Rồi mấy giờ mình bán bảy? Sáng đi sớm thì sao? Sáng đi sớm thân trà rồi bảy lấy giá chiều hay sao? Lấy giá chiều. Nhờ nó quay lại vụ cuốn Thịnh đi rồi thằng Thịnh này nó bắt đầu nhậu khi nào bảy mà nhậu dữ bảy? Hả? Thịnh á? Sáng sớm nó làm dời. Không ý là cái lúc mà cái thời gian nào mà nó biết nhậu á? Nhậu hồi nhỏ. Hồi nhỏ ba, luôn hả? Ba nó còn tới giờ. Cái là khoảng bao lâu á? Mấy năm rồi. Mười mấy năm hả? Giờ năm nay nó được 20 tuổi, 22 tuổi. Trời ơi, 22 tuổi nhậu mười mấy năm, vậy là 6-7 tuổi nó nhậu rồi. Nhậu
Nhậu gần 9-10 tuổi nhậu rồi. Trời ơi, 9-10 tuổi nhậu tới giờ luôn hả? Ừ. Trời ơi, nó giờ là thành Đông Phương Bất Bại luôn đó hả? Thì đó, thay phải rồi. Sao tự nhiên hết chuyện đi tập cho nó nhậu nhẹt ông kìa. Ông cho ông tập tới giờ. Mấy lần nào dự tính là cứ vợ cho Út? Giờ nó cứ cũng nhiều tiền lắm chứ thấy ít tiền đâu chú ơi, cậy nó ở giờ ngày nào thì sống được hai ngày đấy đi. Thấy thấy Út nè kia nè cũng ham vợ nè kia đó, mà theo như bảy nghĩ bây giờ mà gặp Thuận vậy nhắm là mình có con dâu nữa không bảy? Nó vậy thì không biết gái nào ưng không, mình nó không biết. Trừ ở xứ xa không biết á, mới ưng á. Trừ khi là ở xứ xa người ta không biết mới chịu Thuận han. Đó. Ở gần thì không có biết ra, ta biết rồi thôi, dễ gì. Giờ đó tới giờ là Thuận chưa từng có một đại vợ nào trên qua bảy? Chưa, nó ở vậy tới giờ đó, hồi đó giờ vậy. Vậy có ghẻ có bọn gì không? Không luôn. Có nó bạn đó là gì à? Bạn gũ đó. Dạ. Yeah. Bạn gũ hả? Bạn đế đúng không? Bạn đế á. Ừ, có bạn đế có bạn gái không? Không. Trai không hả? Trai không à. Trời ơi. Chơi gì gì mình vậy đó, ngày giờ này đó nằm ngoài. Ví dụ đi không? Nếu mà có cái điều gì mà bảy muốn ước Diền Thuận, bữa bảy ước gì Diền Thuận? Tôi cũng không biết ước cái gì cho nó nữa giờ. Con thấy đơn giản mà dễ ước mà. Chứ vợ đâu được. Cứ vợ là đối với Thuận nó đâu quan trọng đâu. Không biết ước gì cho nó chứ. Nếu mà gặp con á, ước nó đơn giản thì ước là Thuận nó sẽ bỏ rượu được. Nó bỏ được cái đó là vợ nó sẽ có. Bỏ được cái có, mà sợ nó bỏ không được. Quan trọng là cái đó thôi. Bảy bán gì đó rồi bán tới mấy giờ rồi mấy bảy mới về? Sáng đi sớm rồi. Sáng đi sớm rồi, nhiều khi tới chiều mới giờ bán hết rồi á. Cái đi qua quán võng hay là nhà ai nằm nghỉ ngủ miếng giờ cái đầu có 1 giờ đó. À 1 giờ cái 2 giờ cái đầu đi bán tới chiều gì à. Rồi bảy đi bộ hay là đi xe đạp? Đi bộ không à. Đâu biết chạy xe đâu. Ở đây bảy lội tới khu vực nào? Qua chợ Hồng Ngự hả? Chợ Hồng Ngự á. Tính ra là chú Bảy hồi xưa không tập chạy cho Bảy nè, biết chạy xe đạp ta. Đầu chưa đó giờ Căng Hải xe hai cẳng không á. Chỉ là biết chạy xe Căng Hải thôi ha. Xe Căng Hải không à. Xe hai cẳng. Chào Bảy nha. Rồi hẹn gặp Bảy lần sau nha. Rồi xin chào. Bảy cố gắng là giữ mạnh thường quân cho gì Bảy cố gắng mình làm thực hiện đúng nghe Bảy. Rồi bye bye Bảy nha.